Dạ, tiếp theo em xin lưu một cây sam hương lụn lực đã ấm tàn ha. Cây này từ đây lên cao chỉ khoảng tầm 2-3 cm thôi. Có mà lụn lực có thân rất là to này. Ngang ngón tay cái của em luôn ha. À, cây đã ấm tàn rồi, cây này về mình ép vô một cái chậu mini mình để về chơi sẽ rất là đẹp nè. Cây đã ấm tàn rồi ha. Siêu lùn, siêu siêu lùn lực, siêu già luôn. Về mình có thể ép nó vô một cái chậu mini nhỏ xíu như thế này nè. Đắp một đít rêu nó để bạn chơi sẽ rất là đẹp ha. Cây nhỏ nhưng mà có những cái thân to và chi cành già ha. Nhìn giống như là một cây cổ thụ ngoài thiên nhiên vậy đó. Giờ rồi em xin báo giá giao lưu cây sam hương lùn lực này với giá là 130 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.